công ty của hãng hãng như mình như được. Mà thường thường những lúc mà mình đang say máu là những lúc nguy hiểm nhất. Mình không kiểm soát được bản thân, mình ăn máu ngon quá, mình kiếm thêm đi, bao thêm đi, cay thêm đi, nó sẽ rớt trả giá luôn. Tô lại rồi sao không? Tô lại là 5.000 rồi, 20.000 đối với thị trường này không? Và giống như là muốn bổ điểm. Khi mà thị trường nó đi mà ác liệt, nó mà đi ngược. Rồi ngày nó bay lại nó đi ngược rồi lại rất là nhanh một mình bồi lại nữa, rồi bay ngược luôn. Tại mình có máu ấm nên là. Nhưng mà bây giờ mình biết cách bồi lệnh rồi, em sẽ biết. Đúng rồi, các bạn. Mình bồi lệnh mình sẽ được bán hàng trước. Chứ còn lý do bồi cái nhầm, bồi toàn một cấp đôi và tăng dần lên cái kinh khủng như cơ. Đây là bồi cơ sở